Cho nó. Nói với vâng, xin lỗi anh Minh, nhưng mình vừa nói, mình vừa trao đổi với một số bạn như thế này, một số bạn nói là cái lĩnh vực Ok. giáo dân ấy, về cái sự đấy tôi nói cho các bạn này, hiện nay ấy, Việt Nam mình cái số giáo dân nó chỉ chiếm 5% trong số tổng số dân Việt Nam thôi. Thì các bạn đã biết là ví dụ ở bên Ba Lan chẳng hạn, nó là giáo dân coi như cái đạo Thiên Chúa giáo của nó là như gần như là quốc đạo ấy. Nhưng mà những giáo dân người ta càng ngày người ta văn minh lên, người ta hiểu biết lên, thì người ta ví dụ người ta đi nhà thờ chỉ vì Chúa thôi chứ không vì cha, đúng không? Cho nên hiện nay cái trình độ nhận thức của những giáo dân của mình nó chưa tốt, tức là chưa tốt theo thời gian, tôi nói với bạn như thế, chứ còn ngày xưa nó còn tệ hại nữa, nhưng mà chưa tốt theo thời gian. Thì tôi tin rằng là dần dần những cái giáo dân ấy, người ta có nhận thức tốt hơn nữa, thì người ta sẽ hiểu ra những vấn đề đâu là phải trái, đâu là phải, để cho người ta theo thôi. Chứ còn ví dụ như các cha đạo chỉ giảng những giáo lý về của cái đạo Thiên Chúa giáo cho những giáo dân thôi, chứ còn không lại, tức là lèo lái giáo dân đi theo những con đường chính trị như một số những cái linh mục cực đoan vừa rồi sẽ làm. Các bạn hãy tin tin tôi, vì tôi là cái người mà sống giữa cái vùng Thiên Chúa giáo, tôi có cái nhận xét về như thế, thì tôi trả lời các bạn nhân ái vì một tí xíu như thế cho các bạn không lo về vấn đề công giáo. Vâng, xin mời lại mình. Cảm ơn anh bạn nói về tôn giáo. Nói về tôn giáo là vấn đề rất là nhạy cảm, nhưng mà hồn ai nấy giữ, nói chung là Đúng đạo không? ai nấy giữ, đạo anh giữ, đạo tôi giữ. Nếu mà anh thấy là cái chân lý đó nó phải thì anh theo, nhưng mà tôi rất chi lấy làm đáng tiếc là cái công giáo Việt Nam hiện nay nó bị ảnh hưởng một số những cái cha đạo mà có mang tính cách mà gọi là lấy đạo mà để đằng tạo đời á, Đúng rồi, rồi lấy giải thưa che mắt thánh. Các anh chị các bạn biết hiện nay á, trong cái tình hình mà hội nhập, đại đa số những quốc gia trên thế giới hiện nay đó, họ tách rời cái tôn giáo ra khỏi chính trị. Nhất là các bạn biết, anh chị các bạn biết ở Mỹ đó là tôn giáo cấm tuyệt đối, không có được mà gia nhập vào trong chính trị. Nó có ngay cả trong hiến pháp của Mỹ, nó gọi là unconstitutional, nó gọi là vi hiến trong một cái pháp luật của Mỹ. đúng rồi. Sử dụng tôn giáo Không, trong cái mưu đồ chính Trần trị. Minh Xúc này, anh nói với Trần Trần Minh Xúc này, em phải nói như thế thế này là chính xác này. Khi mà ví dụ Việt Nam Cộng Hòa đúng không, là con đẻ của Mỹ, là con nuôi, là con đẻ của Pháp mà là con nuôi của Mỹ đúng không, cho nên là tất cả những cái khi Việt Nam Cộng Hòa mà được 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 vì sau này ấy, được Mỹ bảo trợ thì là đều do Mỹ hết đúng không, chứ Hoàng Sa và ví dụ là Hoàng Sa và cái, mình không chưa nói Trường Sa thì năm 1974 không phải Việt Nam Cộng Hòa nhượng cho Trung Quốc, mà đấy là Mỹ nhượng cho Trung Quốc mà Việt Nam Cộng Hòa phải theo đấy, chứ em đừng có nói là Việt Nam Cộng Hòa nó không có tác dụng gì trong cái thời gian chiến tranh từ năm 1900 tức là năm tư cho đến năm 1975 cả đấy, chứ mình phải nhận định ra được một cái đó. Thì em vào xem những cái đấy là đúng, nhưng mà tức là đừng nói là Việt Nam Cộng Hòa mà nhượng cái đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc, mà đó là do Mỹ trao đổi với Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam Cộng Hòa. Rồi, thì xin mời mình cứ theo cái ấy rồi anh mình. Cảm ơn anh Bằng. Nói chung thì anh Bằng nói cái đó thì cái ngụy Sài Gòn thì chỉ là một cái thể chế bù nhìn thôi. Họ làm cái gì cũng phải thưa vâng với bố Mỹ của họ đó. Ngay cả vấn đề mà họp hội, mà trong hội nghị đồ, anh chị em các bạn biết ngụy Sài Gòn chỉ là một cái người ngồi tượng trưng thôi. Còn đàm phán là to do Mỹ, hoàn toàn do Mỹ chỉ đạo hết. Anh chị em các bạn biết ngồi trong bàn hội nghị cũng vậy. Ngay cả mà ngụy Sài Mỹ nhượng Gòn cho cũng Trung Quốc không có chứ được. không phải Việt Nam Cộng Hòa. Ừ, đúng rồi, anh bằng nghĩ đi, Mỹ với Trung Quốc không à, còn mà ngồi mà trên bàn hội nghị chỉ có người Cộng sản Việt Nam lúc đó là gọi là Cộng sản Bắc Việt đó, là người được trực tiếp thôi, trong cái bàn hội nghị trực tiếp là đối thoại thẳng với Mỹ, chứ không mình cũng không có đối thoại với lại ngụy Sài Gòn Đúng nữa rồi. anh bằng, mình Vâng. hoàn toàn không Thì có, hội nghị tôi mình nói chưa anh em, bao hội giờ nghị mà đối thoại thẳng. bốn bên thì là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngồi ngang hàng với Mỹ, và ví dụ chính quyền ngụy Sài Gòn thì ngồi ngang hàng với lại chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thì các bạn hãy nhớ đấy, lấy mình Đúng cái vừa đấy. đúng, Vâng. nó phân biệt rất là rõ ràng nha anh bạn. Ngay cả đàm phán cứ gì cũng vậy, là phía bên cách mạng mình là mình đàm phán thẳng trực tiếp với Mỹ, cũng không có thương lượng bất cứ gì với, ngay cả ông Thiệu hay là ông Kỳ hay là những người bộ lãnh đạo của bên lãnh đạo của ngụy Sài Gòn là hoàn toàn không không có cái đó. Anh chị em các bạn nên nhớ vậy, nếu mà anh chị các bạn tìm hiểu. Còn cái quần cái quần cái trường sa của mình là lúc đó là Mỹ nó tặng,
Đúng rồi, là tại vì nó ông Nixon với lại ông Đấy cho nên là, Henry vâng, cho nên Kissinger cái là bộ tôi chính trị nói là coi như là chính quyền Nguyễn Sài Gòn ấy, là con đẻ của Pháp. Các bạn này nói là con đẻ của Pháp mà là con nuôi của Mỹ, mà con nuôi đến coi như thôi bây giờ chính quyền thì nó hết rồi thì mình không phải nói đến tận bây giờ thì cũng không đúng lắm, nhưng mà hiện nay coi như một số sĩ quan coi như quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì cũng được Mỹ bao bọc đến bây giờ, cũng đấy là cũng là cái tốt của những người Mỹ, tôi nói anh cũng là cái hay. nói chung thì thằng Mỹ nó bao bọc gì, nó không có sự lựa chọn, tại cái tham vọng của thằng Mỹ anh biết không, cái tham vọng điên cuồng của nó lúc đó, thằng Mỹ nó gọi là nó bị sai, nó tính sai, nó tính sai cái bài toán, tính sai nước cờ, nó không hiểu được cái lòng dân Việt Nam, nó nghĩ rằng nó sẽ có thể sang Việt Nam và nó có thể lập lên một cái chính quyền Sài Gòn, nó cứ nghĩ rằng nó vậy đó, là nó sẽ làm được giống như ở Nam Hàn. Tại vì cái chính quyền Nam Hàn nó rất là kỷ cương, nó rất là mệnh lệnh của nó từ trên xuống dưới rất là rõ ràng, thì Mỹ nó vào nó nghĩ rằng nó sẽ làm như vậy được, và để đặng nó ngăn chặn cái làn sóng đỏ. Anh chị em các bạn biết tại vì sau khi mà cái đệ nhị thế chiến đó, thì thằng Mỹ nó rất là sợ bên khối cộng sản, nó rất là sợ, nó sợ khối cộng sản sẽ lớn mạnh lên, cho nên nó tìm cách nó ngăn chặn và nó muốn làm chủ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tôi cái muốn cái cái vâng, tham tôi muốn vọng của thằng Mỹ điên tiếp cuồng lời vậy. anh Lợi Minh một tí nữa. Thì các bạn cũng biết là đầu tiên cái chính sách của bọn Mỹ nó muốn có cái chính sách là Việt Nam hóa chiến tranh, tức là người Việt đánh nhau người Việt thôi, người ta chỉ có bơm vũ khí tiền bạc đó kia. Nhưng cái chính quyền Nguyễn Sài Gòn là một chính quyền coi như thối nát quá đúng không, thì để cho Đúng. chính quyền Nguyễn Sài Gòn là toi, cuối cùng là Mỹ nó phải đem quân ra, tức là chẳng nặng đừng thì Mỹ cũng phải đưa quân ra sang sang, sang thôi đấy. Cho còn đầu tiên là chính sách của nó là Việt Nam hóa chiến tranh, tức là dùng người Việt đánh nhau người Việt, còn nó chỉ đưa tiền của vũ khí và trang bị nọ kia tất cả hoặc viện trợ và kinh tế viện trợ quân sự thôi. Nhưng mà chính quyền Nguyễn Sài Gòn là một chính quyền coi như là quá thối nát đi, đúng không, nó không làm được cái gì cộng sản cả, thì cuối cùng Mỹ nói chung là chẳng đặng đừng, theo tôi nghĩ chẳng đặng đừng phải đưa quân sang thôi. Đấy, nếu mà chính quyền huyện Sài Gòn mà ok thì người ta đưa sang quân sang làm cái gì đấy, tôi nói qua đây biết là cái tính chất hèn nhát cái ngu si đần độn của cái chính quyền huyện Sài Gòn mà mọi người vẫn vẫn cứ gọi, mà bọn nó hiện nay cứ vẫn ca tụng này. Vâng, xin mời anh Lợi. Thì anh bằng là thấy rồi cái sự vô dụng bất tài thằng Mỹ lúc đó, nó mới thấy, nó mới nhìn ra. Bởi vì thời anh bằng thấy ông Nixon với ông Henry Kissinger chửi Nguyễn Sài Gòn như là một con chó ấy. Chửi tơi bời ba lá, chửi mà khinh bỉ nữa. Nó rất là nhục nhã, anh bằng nó nhục nhã. Đúng. Khi mà Mỹ cắt viện trợ là Nguyễn Văn Thiệu chỉ ngồi khóc thôi. Nguyễn Văn Thiệu xin viện trợ không được, ngồi khóc chửi Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thiệu đấy, mà tới bữa mà cái ngày mà nó cho ông đi đó tị nạn đó, anh bằng biết ông ngồi trên Đã. chiếc trực thăng mà anh coi trong cái cuốn phim tài liệu của Pháp đó, mà là những điều không biết trong cuộc chiến tranh Việt Nam đó, cái thằng CIA của Mỹ nó kể lại đó, nó nói nó chở ông trên cái chiếc máy bay xuyên trong chiếc máy bay cái gì chiếc máy bay gì quên rồi, chiếc trực thăng của Mỹ á, chiếc trực thăng á, ông ngồi ông khóc, mà ông khóc nức nở, ông tức á, tới nỗi mà ông tức mà ông không muốn sang Mỹ luôn. Mà anh chị các bạn biết sau này, nhưng mà cuối cùng thì ông có suy nghĩ là ông sang Mỹ là ông chết với lại đồng đội của ông, nó không có đỡ nhục á. Nó nói chung là nó rất là nhục nhã, nói về chế độ cũ, nó phải nói là cái Nguyễn Sài Gòn họ rất là thối nát, mà làm cho thằng Mỹ nó bị gọi là sa lầy trầm trọng, nó không ngờ mà nó không thể nào tưởng tượng được. Bởi vậy sau này khi bây giờ các anh chị các bạn thấy khi mà Mỹ quay trở lại Việt Nam, sau này Mỹ rất là khâm phục cái người cộng sản Việt Nam, cái sự mà gọi là chiến đấu kiên cường, và sự luôn luôn muốn mục đích là phải làm sao thống nhất đất nước, Trong nhân quyết dân tâm. Phải nói là thằng Mỹ sau này nó rất là nể phục. Bây giờ anh chị em các bạn thấy khi mà Mỹ nó quay trở lại Việt Nam hiện nay, nó rất là ủng hộ cái người cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Nó thấy rằng cái sự việc người cộng sản Việt Nam mình nó làm rất là đúng. Anh bằng biết nó thực hiện chiến tranh hóa là tại vì sau khi mà nó sang Việt Nam đó, nó đưa một cái những cái quân đội nó bị thất bại, nó nhìn thấy cái trận rồi đánh rắc mà sân đầu lên tiên ngồi mà nó đây quýnh rất là để mạnh. là tức là các anh thông não cho nhá, mới biết về cái chính quyền Ngụy Sài Gòn mà chúng mày vẫn tức là tôn thờ nó thối nát đến mức độ như thế nào đấy.
Chúng nó vào anh bằng còn cái trận đánh mà ấp Bắc đó, nó thằng Mỹ nó dồn Bến quân nó đánh, Tre. lúc đó là nó giật mình. Cái trận đánh ấp Bắc, anh chị em các bạn biết cái trận đánh ấp Bắc Cai Lậy ở Tiền Giang hiện nay đó, là cái trận đánh coi như là làm cho thằng Mỹ phải khiếp sợ. Nó gọi lúc đó thằng Mỹ mới thức tỉnh, thằng Mỹ mới bắt đầu sử dụng cái chiến tranh hóa, chiến tranh bình định nông thôn hóa. Nhưng mà nó càng làm thì nó càng bị sa lầy và thất bại, bởi vì cái nó dựng lên một cái chế độ ngụy Sài Gòn không có ra trò trống gì chân, còn là ông Kissinger chửi đồ cái lũ ăn hại mà sao không chết đi hết nữa. Các bạn biết bao nhiêu tiền của mà cuối cùng nó thấy không được rồi nó tìm cách nó bỏ chạy thôi, nó bỏ chạy bỏ của chạy lấy người, thì nó qua nó bắt tay được cái ông Đặng Đặng Tiểu Bình nữa các bạn, chưa bạn, nó qua nó bắt tay được ổng, nó thấy con cá quá to. Đấy, nó qua bển bển một cái tỷ mấy dân đó, thì Dixon đi đêm, xin đi đêm bật đèn xanh, tao tặng cho mày cái Trường Sa, để cho thằng Mỹ ở bên thằng Trung Quốc chiếm một Hoàng cách rất Sa, là dễ dàng. bật cái Anh Hoàng bằng Sa. thấy không? Trong khi đó mà Hoàng Sa, và trong khi đó là cái lúc đó là cái những cái mà vũ khí mà Mỹ công cung cấp cho ngụy Sài Gòn đó, rất là đầy đủ Đầy đủ hiện đại. từ mọi thứ hết, mạnh hơn cả bên cái Trung Quốc thời lúc đó nữa, mà hàng Mỹ không cho tái chiếm. Mà ông Nguyễn Văn Thiệu lên kế hoạch đầy đủ hết trơn rồi, các bạn xem cái lời phát biểu của ông phi công Nguyễn Thành Nguyễn Thành Trung đó. Trung, Ông đó là một cái dạ. nhân chứng rất là sự thật. Ông là phi công của Mỹ mà ở Việt Nam được Mỹ huấn luyện mà, là chuẩn bị hết rồi, có thể tấn công một cách rất dễ dàng mà để tái chiếm đảo, nhưng mà không được, nhưng mà Mỹ không cho, bố Mỹ đâu cho, đâu dám làm đâu. Cuối cùng thì coi như mình mất đảo thôi. Anh chị em các bạn thấy cái chế độ ngụy Sài Gòn họ làm mất hai cái hòn đảo lớn của Việt Nam mình. Nếu mà Trung Quốc không có cớ mà lấy hai cái hòn đảo đó thì ngày hôm nay Việt Nam mình Biển Đông là mình ôm trọn rồi đó, anh Dạ. chị em các bạn biết đấy. Bởi vì những cái cường quốc nó vào Việt Nam cuối cùng rồi nó ăn, nó chia chác, nó ăn không được rồi nó quậy phá tan nát hết. Thằng thực dân Pháp qua Việt Nam thì như thế nào, các anh chị em các bạn thấy, nó xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để đặng mà nó phục vụ cái quyền lợi của nó thôi, nó bóc lột dân của mình đến tận xương tỷ, Vâng. anh chị em các bạn thấy. Rồi Bây thằng giờ Mỹ tôi qua cung nói cấp anh Lệ Minh về tất cả các bạn. Bây giờ ví dụ chúng nó cứ nói coi như Hoàng Sa và Trường Sa coi như Việt Nam bán cho Trung Quốc này khác, thì các bạn đều biết năm 1956 thì là cái chính quyền huyện Sài Gòn đã coi như là cho Trung Quốc nó chiếm một phần phía tây cái quần đảo Hoàng Sa rồi, đúng không? Năm 1974 thì bố Mỹ coi như là đã Nixon và cùng với lại ngồi họp với Đặng Tiểu Bình, và năm 1972 tại Bắc Kinh thì coi như biếu cho bố Trung Quốc nốt cái phần phía phía nam quần đảo Hoàng Sa nữa xong, đúng không? Năm 1956 thì là chính quyền ngụy Sài Gòn coi như là muốn được cái Đài Loan người ta công nhận, thì đã bán cái đảo Ba Bình thuộc cái là cái đảo lớn nhất của cái quần đảo Trường Sa nhé cho Đài Loan rồi, đúng không? Chứ còn Việt Nam, đúng. riêng ví dụ Việt Nam khi mà Việt Nam tiếp tiếp nhận thì có mất cái Trường Sa, có mất thêm một cái đảo nào đâu, đúng không? Chứ còn ví dụ như cái đảo Gạc Ma với lại Cô Linh Liên Đao tất cả năm 1988 hồi đó là Việt Nam chưa cắm mốc chủ quyền ở đấy đấy, các bạn phải lên nhớ là như thế. Chứ nó còn là đảo Xìn, Việt Nam mới sang định ra định đắp cái đảo Xìn đấy thành cùng một cái mỏm đá nổi lên để mà xây dựng cái giàn, nhưng mà Trung Quốc đấy. Chứ còn hiện cái lúc đấy là Việt Nam chưa cắm mốc chủ quyền. Ví dụ như hiện nay nhé, Việt Nam những cái đảo nào là Việt Nam đã cắm mốc chủ quyền rồi, đúng không? Thì Trung Quốc nó đâu có đánh nữa, đúng không, để nó chiếm cái đảo ấy đâu. Cho nên các bạn nó phải hiểu rằng cái vấn đề nó là như thế. Cho nên cái bọn ở bên kia chúng nó cứ nghe truyền thông tầm bệnh tầm bạ các thứ bảo Hoàng Sa mất hết sạch rồi, Trường Sa mất hết sạch rồi, thì những cái điều đó là gần là không phải. Vâng, xin mời anh Lê Minh ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn. Nói chung là cái ngụy Sài Gòn họ ông Ngô Đình Diệm là ông tặng cho Đài Loan cái đảo Ba Bình, anh chị em các Vâng. bạn biết ông tặng, ông là ông tặng cho Đài Loan cái đảo Ba Bình để đặng ông được sự ủng hộ của Đài Loan công nhận cái đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Cho nên các bạn thấy cái tuổi mà
chế độ cũ, những thành phần chống phá đất nước đó, tụi nó rất là xuyên tạc, nó xuyên tạc lịch sử. Tôi gọi là mấy cái đám này nó hiếp dâm lịch sử, nó không dám chấp nhận sự thật, nó đúng cứ không? đổ lỗi là cộng sản bán đảo bán biển. Nếu mà Trung Quốc ngày xưa cái miền Nam của mình các bạn biết là do Ngụy Sài Gòn giữ, mà trong đó cái sức mạnh là của toàn là các bạn, anh chị các bạn thấy thằng Mỹ nó tăng trang cho cái Ngụy Sài Gòn đầy đủ những cái mà thiết bị mà hạng nặng hết, đầy đủ hết, ngay cả người Mỹ họ còn nói mà chúng tôi đã đưa cho các anh những cái vũ khí mà tốt nhất, những cái thứ Thời mà bấy tốt giờ nhất mà các anh làm được mà các anh không làm được. Ngay cả người Mỹ họ còn khinh bỉ cái chính quyền mà Ngụy Sài Gòn như đến độ như vậy. Bây giờ anh chị em các bạn thấy trong hàng ngũ tướng lãnh của chế độ cũ cũng vậy, họ cũng bất mãn và họ cũng đi đêm với người cách mạng của mình rất là nhiều. Các bạn xem những cái hồi ký của những tướng lãnh, bởi vì họ thấy cái sự thối nát của một cái chính quyền Ngụy Sài Gòn như thế nào, nó rất là thối nát, nói chung là như vậy. Nếu mà thằng Trung Quốc nó không có chiếm mấy cái đảo lớn của mình thì tôi dạ nói anh chị các bạn biết sau này nó cũng không có cái cớ để đặng mà đúng rồi. nó quậy mình Biển Đông đâu. Không thì bây giờ Và tôi nói anh Lệ Minh nhé, nói về cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thì các bạn phải nên nhớ rằng ở đây này mình cũng không phải là binh của Trung Quốc, đúng không? Trung Quốc thì cái mộng bá quyền đấy là mộng của người ta, ai Trung Quốc cũng cũng có cái mộng mộng bá quyền của người ta rất lớn. Nhưng mà mình nói về cái quần đảo thôi, cái Hoàng Sa thì thôi nói chọn Trung Quốc chiếm rồi, nhưng mà nói về cái Trường Sa thì nói chung các bạn phải hiểu rằng từ ví dụ như là mình đã cắm mốc chủ quyền ở một cái điểm đảo nào rồi từ năm 1988 đến nay thì Trung Quốc người ta cũng không đánh để người ta chiếm đấy. Đấy các bạn ở đây đều biết đúng không? Thì tức là từ đầu tiên mình tiếp tiếp thu ấy, của cái chế độ Ngụy Sài Gòn năm 1975 chỉ có 7 điểm đảo thôi nhá, 7 đảo điểm đảo. Thì hiện nay mà số đảo và điểm đảo đã lên tới 41 đảo và điểm đảo rồi, đúng không? Chứ còn ví dụ thằng Malai nó cũng có 7 điểm đảo, thằng Cần Đây cũng có một điểm đảo ở, cái quần đảo Trường Sa. Cho nên các bạn phải hiểu rằng là cái quần đảo Trường Sa hiện nay là tranh chấp giữa 6 nước và vùng lãnh thổ, chứ không phải riêng Việt Nam và Trung Quốc, mà chỉ có quần đảo Hoàng Sa là tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi. Thì ở đây các bạn phải hiểu rằng là cái chuyện tranh chấp biển đảo đảo á, là rất nhiều nước ở trên thế giới cứ có những cái đảo nào chẳng hạn gần gần nhau là coi như là nước này bảo của tôi, nước kia bảo của tôi, là cái vấn đề đấy là vấn đề tranh chấp, đúng không? Ví dụ như quần đảo Kunlun đấy giữa Nhật Bản và Nga, vậy mà nhá, trước năm năm 1945 trước đại chiến thế giới lần thứ hai là cái đảo đấy thuộc của Nhật, Nhật quản lý, đúng không? Nhưng mà sau cái đại chiến thế giới lần thứ hai khi phát sinh Nhật thua cái là Liên Xô coi như ngày Nga bây giờ chiếm luôn cái đảo đấy, giữ luôn, đúng không? Hoặc cái quần đảo Sa Vũ Cự hiện nay nhé, quần đảo Sa Vũ Cự hoặc là Điếu Ngư ấy còn không có người ở, đúng không? Không có người ở, không có quân đội, không có gì hết, chỉ là một cái đảo hoang ở giữa thôi. Nhưng mà nước nào cũng muốn là Trung Quốc bảo quả tôi, ông Nhật Bản bảo quả tôi. Nhưng mà ví dụ là chỉ cần nhé, cái về thời gian anh lại mình biết không? Tức là có xảy ra cái cuộc khủng hoảng chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Chẳng qua là đầu tiên cái đảo Diếu Ngư đấy là được cái tư nhân người ta giao cho tư nhân quản lý. Nhưng mà sau này là đảo qua coi như là cho chính phủ Nhật Bản quản lý thì đã có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế giữa khủng hoảng chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản rồi đấy. Vâng, xin mời. À, cảm ơn bạn. Nói chung thì cái Hoàng Sa và Trường Sa, anh chị em các bạn biết mình nói Hoàng Sa và Trường Sa đó, nó có rất là nhiều những cái bán đảo, rất là nhiều, cho nên cái khu vực đó nó có những cái tài nguyên rất là khổng lồ, mà Trung Quốc các anh chị các bạn biết với một cái số dân hơn 1 tỷ người gì đó, cái tham vọng của họ rất là lớn, họ muốn chiếm toàn bộ cái Biển Đông đó để đặng mà họ có tạo cái cuộc sống để nuôi sống cái quốc gia của họ. Họ có những cái tham vọng từ hồi thời nhà Thanh lận, chứ không Vâng. phải là mới đây đâu, anh chị em nên nhớ như vậy. Nhưng mà với cái thời thực dân Pháp, khi mà nó đô hộ Việt Nam của mình, nó dùng sức mạnh của nó và nó cấm thằng Trung Quốc là không không có được xâm chiếm Việt Nam, gọi là nó có một cái hiệp ước đó, các anh chị các bạn, cái thời Pháp đó, Việt Nam mình nói chung là không có mất biển đảo nhé. Sau này thì lộn xộn rồi mấy ổng mới giao cho khóa Tôi cái kệ tình nó ở hình mà đây Pháp nó nó yếu đi. vui vui cái. Thì thằng Trung Quốc mà nó cái bá mộng của nó muốn làm chủ cái Biển Đông từ lâu rồi, mà sau nói chung mình bị mất cái đảo Gạc Ma là như thế vậy, theo cái suy nghĩ của tôi đó anh Bằng.
mình bị mất cái đảo Bạc Ma là tại vì lúc đó mình đang ở hàng Trung Quốc nên nó lúc nào nó cũng lợi dụng cái sự Rồi bây giờ cái mình yếu chưa điểm nhìn của thấy mình nhá, ấy. xin lỗi đợi mình nhé, ở đây có một số các bạn ở bên phía đối lập ấy, thì mình nếu mình phát hiện ra được cái bạn nào mà ví dụ xúc phạm Hồ Chủ tịch thì mình sẽ lốc đấy, thì mình sẽ thông báo một lần nữa đấy. Vừa nãy thì mình cũng đang theo dõi anh Lợi Minh nói thì mình không đọc những comment, thì tôi bây giờ đấy sẽ tha cho cái rắc lên một lần đúng không, chứ lần sau ví dụ tôi mà phát hiện được là tôi sẽ lốc cho khỏi, các bạn chửi tôi hoặc là chửi ai chửi thoải mái rồi thôi được rồi, các bạn Dạ thôi qua. mình chưa nhìn thấy thì tôi tha cho rắc xin lên một lần đúng không đấy, thì tôi thông báo cho tất cả các bạn biết là... Rồi xin mời Vậy thì thôi, vâng cái nick nào mới được anh bằng Phan Hồng thì phanh tay lên cảm ơn vâng thôi lên khoa tôi Phan. chứ các bạn khoan hồng cho rắc xin lên vì tôi không để ý. Nói chung thì như vậy, nói chuyện đề biển đảo của Việt Nam của mình đó, Vâng, đúng rồi, chào. thì cái tham vọng của Trung Quốc từ lâu rồi. Vừa rồi mình lúc mình bị mất đảo Gạc Ma, anh Trung Quốc này ảnh thừa cơ thôi, ảnh lúc nào cũng thừa cơ nước đục thả Vâng. câu chứ. Anh là mình bây giờ này, nói chung là vừa nãy thì mình cũng đã qua về cái trường bệnh, nhưng mà cái chương trình hôm nay ấy, tôi muốn nói ví dụ là hiện nay sắp đến chủ nhật rồi, nhưng bọn nó cũng vẫn cứ rêu rao là vẫn bây giờ mình nói về cái vấn đề đặc khu kinh tế, tác dụng tác hại của cái đặc khu kinh tế, và nói chung là mình có cho thuê Trung Quốc thuê hay không, và các nước trên thế giới hiện nay thành lập những đặc khu kinh tế như thế nào và sự thành công hoặc thất bại như nào, hoặc mình liên hệ giữa với các nước xung quanh, thì mình xoáy quanh về đặc khu kinh tế, nó có rất nhiều đề tài để nói về cái đặc khu kinh tế này. Vâng. Dạ. Nói cái tôi thấy cái đặc khu tình hình mà đặc khu kinh tế ở Việt Nam mình đó, theo cái nhận định của tôi mà tôi biết đó, thì mình đã có từ lâu rồi, mình đã bắt đầu, mình đã xây dựng. Các anh chị các bạn nhìn thấy cái vùng Phú Quốc hiện nay, cái vùng đặc khu đó phải nói là phát triển rất là mạnh và cái rất là dồi dào, những cái giới đầu tư họ đang đầu tư vào cũng phải nói là rất là mạnh ở cái vùng mà đặt đặt khu kinh tế của Phú Quốc. Ngay cả thành phố Hồ Chí Minh của mình cũng vậy, anh chị các bạn nhìn thấy, ngay cả thành phố Hà Nội, cũng thủ đô Hà Nội cũng vậy, nhiều thành phố ở đất nước mình nó đã có một những cái đặc khu đó rồi, nhưng mà mình chưa có hợp thức hóa thôi anh Bằng, mình chưa có hợp thức hóa thôi. Thì bây giờ mình hợp thức hóa để đưa vào cho nó có một cái điểm nóng, như là đưa ra ba cái điểm là Phú Quốc gì đó, Văn Đồn gì đó, một cái thị trấn nữa đó, là ba cái điểm đó lấy cái làm cái điểm tựa thôi. Nhưng mà mình bị các thế lực mà chống phá đất nước, tụi nó xuyên tạc, đại đa số những thành phần này anh biết là nó sử dụng cái truyền thông mạng, và nó sử dụng cái vấn đề là mình không có cái luật an an ninh mạng đó, và những cái sự bỏ ngỏ của bên nhà nước Việt Nam mình để một cái cửa ngõ mà sơ hở, nhưng mình ỷ y thôi. Theo tôi thấy là mình ỷ y, nó đã lợi dụng cái cơ hội đó để nó xuyên tạc và nó đầu độc những cái người mà nhẹ dạ cả tin. Chứ đúng lý ra thì tất cả ai cũng biết, những người mà thành phần mà sống ở trên đất Mỹ lại càng hiểu rõ về vấn đề đặc khu kinh tế như thế nào. Mỹ người ta có rất là hoành tráng, mà trong khi đó Mỹ nó bán chứ nó đâu cho thuê đâu. Mỹ nó bán, như tôi đã chia sẻ rất là nhiều lần, Mỹ nó bán nó đâu có cho thuê. Còn Việt Nam mình thì Mình như không có con cái chủ luật thuê, bán. tôi nói với anh Lợi Minh và Vậy tất thôi. cả các bạn này là ở Việt Nam ấy, kể cả luật đất đai năm 2013 là cái luật đất đai mới nhất, hiện nay Việt Nam chưa có một cái khái niệm nào là bán đất cho những người nước ngoài cả đúng không, kể cả Việt kiều của các anh về nước, nếu mà ví dụ các anh mang quốc tịch Mỹ mà các anh về anh ấy, các anh chỉ được mua cái chung cư thôi chứ không được mua đất mà có nhà ở đấy. Chứ cái luật đất đai ở Việt Nam hiện nay là như thế, cho nên chúng nó cứ muốn cái bảo là bán đất cho Trung Quốc bán cho nội kia, thì tôi có cá với bọn nó bảo là ai mà phát hiện được tức là Trung Quốc mua đất ở đâu mà mang chủ quyền của những người Trung Quốc thì nói chung là kiểu gì mất gì thì tôi cũng mất đấy. Các bạn cũng biết ví dụ như cái luật đất đai ở bên bên Singapore nhé, thì ví dụ người nước ngoài ví dụ tôi chẳng hạn, anh Lệ Minh ở bên Mỹ chẳng hạn, anh có khả năng anh về anh mua một cái nhà ở Singapore có kèm theo đất luôn, mình mua được ở đây, đây chứ mình sở hữu cả nhà cả đất. Nhưng Việt Nam hiện nay tôi nghĩ là cái luật đất đai ấy, hiện nay của Việt Nam đối với người nước ngoài thực hiện rất là chặt chứ không phải không. Bây giờ ví dụ anh Lợi Minh mà không có quốc tịch Việt Nam tôi đố anh về anh mua đất, nhưng anh hai có hai quốc Mua tịch thì không anh được, mua được, vâng hai quốc tịch anh mua được đấy, dẫn không mua chứng được. anh Lợi Đúng Lợi rồi Minh anh đố bạn đấy nói đúng, vâng.
Đúng, anh bằng nói đúng, không mua được. Hồi đó tôi mới về, tôi nhờ người già đứng trên. Hồi tôi Vâng, mới cái chuyện này về, lại mình kể xong rồi tôi mới nhập vâng. tịch lại thì tôi mới đứng tên. Thì nói chung thì vấn đề mà đặc khu kinh tế nó là một cái cơ hội để mình gọi là kêu gọi giới đầu tư vào Việt Nam để đầu tư. Những người mà người ta hiểu biết, nhất là sống ở nước ngoài, thì ai cũng hiểu biết vấn đề này. Mà tôi thấy là cái tụi mà chống phá đất nước nó có những cái âm mưu từ lâu rồi anh bằng, Dạ. nó tìm đủ một cách để làm sao mà nó lật đổ cái chế độ hiện thời. Mà cho nên cái cơ hội vừa rồi là nó thấy cái cơ hội rất là lớn. Anh bằng thấy nó kích động cái nhóm công giáo cực đoan trong những thời gian qua rất là mạnh, nhưng mà nó kích động không nổi. Anh thấy nó tạo đủ điều kiện cho cái bọn người của ông Hợp, Thục và Nam và một số cái tụi mà cha đạo đó để đặng mà thực hiện những cái mưu đồ là tìm đủ mọi cách để đặng mà lật đổ cái chế độ. Anh thấy nó đưa người về, nhưng nó đưa con Emily về đó, mà anh thấy ông nó chống phá nhưng mà nó thấy cũng không thành công. Và ngay cả nó cho ông Phạm Minh Hoàng về cũng là của Việt Tân. Anh bàn thấy ông Phạm Minh Hoàng đó len lỏi vào trong Vâng, cái dạy kể cả ở trường cho dạy hợp đồng ở trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Mình cũng rất là trọng những nhân tài, tạo điều kiện cho những Việt kiều đấy, anh mà bàn có thấy tài năng về phục vụ đất nước đúng không? Nhưng mà ông về ông hoạt động cho Việt Tân, nhưng mà sang khi mà bắt đầu như trục xuất ông sang bên kia thì coi vợ con ở bên này, còn mẹ già và vợ nọ kia sang cái đấy một mình đấy đúng không? Cái cuộc đời những cái ông mà gọi là cuộc đời của những kẻ phản quốc thì nó đúng theo tôi nghĩ là nó cũng chỉ ở cái nó sẽ bị trả giá, ví dụ như Phạm Minh Hoàng là một ví dụ. Vâng. đấy, một phần như rất là rõ ràng giống như thằng Wilson Nguyễn thôi. Vâng. Anh thấy khi vào đất nước Việt Nam thì ông ta có những cái mưu đồ gọi là chống phá theo cái sự chỉ đạo của Việt Tân, thì cũng bị quốc dân vô dách ôm đâu 5 năm tù phải không anh bằng, 5 năm hay 8 năm anh bằng, rồi sau đó cũng được khoan hồng. Ai ạ? Phạm Minh Hoàng á, Không, Phạm Minh Hoàng bị trục xuất rồi. nhưng mà ông bị kêu án tù, ông Không bị không kêu án không tù mới. không kêu án đủ, tước quốc tịch Việt Nam. Ông có hai quốc tịch Pháp và quốc tịch Việt Nam. Coi như chủ tịch nước Trần Đại Quang tước quốc tịch Việt Nam và làm lệnh trục xuất sang Pháp. Vâng. Tôi nhớ lúc, ủa tôi tưởng đâu Không là không. cũng bắt ổng, Không xử không ổng, không. Vâng, kêu trục án xuất. tù rồi mới Vâng. trục xuất chứ. Vâng, tước quốc tịch trục xuất. Vâng, chứ không bị tù. Vâng. Đó, anh chị em các bạn thấy cái nói chung là cái nhà nước mình phải nói là rất là ý y, tại vì cái nghĩ rằng là kiều bào là khúc ruột ngàn dặm, thì mình chính sách nhân đạo của mình mà làm sao mà kêu gọi tạo cơ hội cho kiều bào, thì Vâng. những cái thành phần mà chống phá đất nước nó len lỏi vào trong này, nó lợi dụng cái kiều bào á, các anh chị em các bạn biết, nó lợi dụng vào trong đó để đặng mà nó ngấm ngầm, nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó lật đổ chế độ. Mà cái tụi mà chế độ cũ này, các anh chị các bạn biết những cái mưu đồ của tụi nó rất là thâm độc. Tôi ở bên tụi nó tôi biết, tôi ở gần tụi nó tôi rất là hiểu tụi nó, tôi biết được những cái mưu đồ của tụi nó thâm độc lắm. Nó không phải giống như nhà nước mình mà nghĩ rằng xây dựng rồi hòa hợp hòa giải rồi tìm đủ mọi cách đâu. Tụi nó không phải đơn giản như vậy, tụi nó không phải đơn giản, nó len lỏi vào trong đó. Cho nên Nói mình với tâm đức nghĩ của điều này, quan tham nhũng ở Việt Nam thì người Việt Nam gọi là giặc nội xâm đúng không? Đã là giặc nội xâm thì bạn biết nó là cái gì đấy. Cho nên các bạn nhiều khi là các bạn cứ định các bạn lừa chúng tôi, bạn đánh sáng rồi nhà nước mình coi những người tham nhũng là giặc nội xâm đúng không? Cái chuyện này là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rồi, các đồng chí lãnh đạo ở trung ương đã nói rồi. Thì bây giờ đại loại chúng tôi muốn xoáy quanh về cái vấn đề gọi là cái dự luật đặc khu kinh tế ở Phú Quốc, Bắc Vân Đồn và ở Bắc Vân Phong và Vân Đồn, tất cả các bạn đều hiểu nhé. Ví dụ như cái bây giờ hiện nay, ví dụ về cái đất đai chẳng hạn, ở Thái Lan thì người ta cái đặc khu kinh tế cho thuê 50 năm và có một điều tức là gia hạn thêm 50 năm nữa đúng không? Còn ở Malaysia, Indonesia là cũng người ta cho thuê đất 99 năm rồi. Đúng không? Cũng tức là người ta đang tạo điều kiện để cho những nhà đầu tư, người ta đầu tư những dự án rất là lớn và nhiều tiền vào đây đúng không, để người ta yên tâm lâu dài. Nhưng mà nói chung là cái dân mình thực tế là cứ sợ đúng không, ông cứ sợ là Trung Quốc vào đây đầu tư mất nước thế này thế khác.
Tôi nói với tất cả các bạn là nếu mà nói về hận thù ấy, thì rất nhiều nước xung quanh Việt Nam thì Việt Nam đã có hận thù. Tôi nghĩ là ví dụ Việt Nam chỉ có ví dụ nếu mà các bạn cứ gây có cái lòng hận thù trong người ấy, thì chỉ có Việt Nam với Lào là không hận thù đúng không? Thế còn Việt Nam với Campuchia cũng hận thù nhau. Việt Nam với Thái Lan có hận thù không? Có. Thái Lan cho cái thời gian chiến tranh Việt Nam cho coi như Mỹ còn lập căn cứ quân sự ở đấy, sân bay đúng không? Rồi là ném bom Việt Nam, kể cả Singapore cho Mỹ thành lập cái cảng hải quân ở đấy để mà coi như cũng gây chiến tranh Việt Nam. Rồi là Philippines gửi quân sang đánh Việt Nam, Úc đánh Việt Nam đúng không? Rồi là Nam Hàn, tất cả các thứ. Cho nên là bây giờ thời buổi này tôi nói với tất cả các bạn là hiện nay là thế giới đã phẳng rồi, quên những hận thù đi. Những người Việt Nam mình coi như là cũng bỏ qua những cái hận thù đi để mà phát triển kinh tế đúng không? Chứ còn ví dụ cái khu Phú Quốc, Vân Phong các thứ thôi. Cho nên mình cái chuyện Trung Quốc người ta đầu tư nó cũng như những nước Tây Âu, như Mỹ, như Hàn Quốc, như Nhật Bản đúng không? Nó sòng phẳng như thế. Anh nào có tiền, có dự án khả thi tốt, phù hợp là coi như tôi cho thuê thôi đúng không? Cho nên là bây giờ các bạn cứ bảo là coi như bây giờ cái dự án này thì coi như tôi không cho Trung Quốc thuê đúng không? Được, Việt Nam không cho Trung Quốc thuê. Để kinh tế Trung Quốc nó to gấp bao nhiêu lần mình, nó chỉ đóng biên một tuần thôi là kinh tế Việt Nam như thế nào đúng không? Các bạn chỉ nghĩ cho các bạn thôi, chứ các bạn không nghĩ cho người ngoài. Vâng, xin mời anh mình. Nói chung thì vấn đề mà đặc khu kinh tế đối với Việt Nam mình là một đất nước mới phát triển, cho nên cái cơ hội của mình rất là nhiều. Và cái tụi mà chống phá đất nước đó, nó nhìn thấy được cái điểm này và nó lợi dụng cái sơ hở, cái điểm yếu mà về vấn đề mà cái tính chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam mình, tụi nó tuyên truyền, nó đầu độc những người nhẹ dạ cả tin thôi. Chứ làm ăn kinh tế mà anh cho người ta thuê 50 năm hay 70 năm hay 99 năm thì đó vẫn là một cái thuê thôi. Thì cái gì cũng vậy, một đất nước như Việt Nam mình từ một đống gạch vụn mình xây dựng lên, thì thay vì mình đi vay nợ thì bây giờ mình cho người ta thuê, mình có cái tài sản về đất đai thì mình cho người ta thuê, đâu có sao đâu. Nếu mà tất cả những anh chị em các bạn là những người làm kinh tế, mà các anh chị các bạn có đất đai, nếu mà hồi cái thời mà gọi là kinh tế mới khóc hù hù đó, đi khai quang được mấy trăm mẫu hay mấy chục mẫu đất, thì bây giờ đất đai cò bay thẳng cánh, làm không nổi thì cho người ta thuê, cho người ta thuê mình ngồi đó mình hưởng thụ thôi. Anh chị các bạn thấy không? Thì nói về vấn đề mà quốc gia cũng vậy, thì mình phải nhìn cái tầm nhìn vĩ mô hơn, mình nhìn một cái tầm bình nó, cái tầm nhìn nó to lớn hơn, một cái bức tranh nó rộng mở hơn, chứ mình đừng có nhìn cái sự giới hạn và mình đem ra những cái sự việc gọi là mình hận Trung Quốc, rồi mình đem ra những cái cớ đó để đặng mà xuyên tạc rồi xâm pha đất nước. Đó là một cái suy nghĩ rất là ấu trĩ trong cái thời kỳ, nhất là hội nhập ngày hôm nay nữa. Mình không có chống lại cái dân Trung Quốc, dân Trung Quốc họ cũng là bạn của mình thôi, ngay cả dân Mỹ họ cũng là bạn của mình. Tại trong cái cuộc mà thống nhất đất nước, người dân Mỹ họ cũng góp một cái phần vào trời ơi, trong cái công cuộc xin lỗi, xuống đường phản chiến và họ ủng hộ cái sự thống nhất này đi. Tức là bạn hỏi là trong cái đặc khu đấy, đặc khu kinh tế đấy hoạt động cái gì đấy. Anh Nhật Minh anh trở cái câu hỏi này tôi thật để chỉ dành cho mấy đứa lớp một lớp hai thôi, chứ không phải là dành cho những người còn lớn hoạt động. Còn đặc khu kinh tế thì người ta hoạt động kinh tế, ví dụ bó tay sòng bạc này, cảng này, những cái khu ví dụ hiện nay nhá, ví dụ như cái nhà máy thép hoặc nhà máy sắt thì không đâu, mình phải tức là cái khu công nghệ cao, ví dụ sản xuất những chip điện tử, những thiết bị gọi chuyên dùng chẳng hạn đấy. Đúng, đúng. Đấy thì là người ta xây những cái đó mới gọi là đặc khu kinh tế, chứ không phải là bây giờ ví dụ như Hồng Kông tôi bán cho ông đấy, triều đình Nguyễn Thanh bán cho thẳng hàng Anh cái khu đất đấy, ví dụ như mày chỉ không được lập căn cứ quân sự, tôi cũng có một số điều khoản đấy ạ. Tức là ông đấy ông làm về kinh tế, đúng rồi, đọc cái ông xây dựng xây, tức là ông có chính quyền phủ riêng nọ kia, thì là ông không được lập, ví dụ như ông không thể được lập cái chỗ đấy là cái căn cứ quân sự đúng không? Người ta chỉ giao hẹn thế vậy thôi đấy. Nhưng mà ở đây là gọi là mình chỉ nói là gọi là đặc khu kinh tế đúng không? Ở trên thế giới này, xin thưa các bạn Alex vừa nãy ấy, người ta đã lập 4.500 đặc khu rồi, chứ không phải là bây giờ Việt Nam mới làm lần đầu, mà nó là lạ gì cả. Cho nên các bạn, nếu các bạn ấy, ở văn hóa lớp 3 thì các bạn nâng trình độ các bạn lên một tí, chứ không phải là hiện nay Việt Nam mới thành lập bốn quanh Thái Lan với Indo với lại Malaysia, tất cả thứ kể thậm chí Campuchia người ta đã đi trước mình rồi đấy. Nói với các bạn như thế. Nói về đặc khu kinh tế anh chị các bạn, nếu mà nói về Mỹ, thằng Mỹ mới nó mới là siêu,
thằng Mỹ là cái thằng siêu, nó trong cái đặc khu kinh tế nó còn có những cái đặc khu nó gọi là cao hơn đặc khu kinh tế nữa, là nó ship loại ra, anh chị em các bạn biết nó ship loại ra như ở New York nó gọi là empowerment hay là empire economic zone, có nghĩa là cái khu đặc khu kinh tế nó thuộc những cái gọi là về cái khu vực nó cao hơn nữa, chứ không phải là như Việt Nam mình chỉ mới ra mình chỉ nói đặc khu kinh Trên tế thế thôi mà giới có này nhiều người ta đã khu lập 4.500 cái đặc khu kinh vực. tế rồi, bốn xung quanh người ta Đúng lập rồi. rồi. Ở ngoài đó nhá, một cái khu đấy có sự quản lý về chính trị, về chính quyền, về tất cả các thứ của Việt Nam, đúng không? Ví dụ là cho mở casino đấy chẳng hạn, hoặc là tôi không biết là có khả năng có cho mở động đĩ hay không, cái chuyện đấy tôi không biết, đúng không? Nhưng ở cái khu đấy là một cái khu gọi là có cái sự quản lý của chính quyền Việt Nam, chứ không phải là tôi bán cho một cái nước nào đấy hoặc một cái vùng đất, tôi cho thuê một cái vùng đất nào đấy thì ở bên trong ông muốn làm gì làm. Cái chuyện đấy thực tế là cái cơ chế nó chỉ thông thoáng hơn là cái khu kinh tế mở thôi, đúng không? Và coi như là mình áp dụng những chính sách rất là mới, mà tôi đã nói với lại mình với tất cả các bạn gọi là quả đấm chính sách ấy, vào những khu đặc khu đấy để mình thử nghiệm, anh hiểu không? Nếu ví dụ nó thành công chẳng hạn thì mình có khả năng mình đưa nó vào trong nội địa đấy, tôi nói cái các bạn như thế mới gọi là đặc khu kinh tế chứ còn. Vậy xin mời là mình. Nói chung thì đã nói là làm kinh tế thì mình cần phải có những cái khu hành chánh và mình phải có những cái khu mà để cho người ta đặt những cái headquarter của người ta, những cái trung tâm ngân hàng, những cái nơi mà những cái công ty, đại công ty lớn của Mỹ hay là những quốc tế, cộng đồng quốc tế hay là Trung Quốc vân vân vân, nhiều quốc gia trên thế giới họ vào đó họ mới an tâm, họ mới đầu tư phát triển đất nước của mình. Mà mình đâu có bỏ gì ra, mình chỉ bỏ cái đất của mình để cho người ta thuê, người ta phát triển, người ta xây dựng, người ta đổ tiền tỷ đô la chứ đâu phải là tôi nói tiền 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 triệu hay là tiền trăm đâu, tiền ngàn đâu. Các bạn nghĩ đi, người ta tạo biết được bao nhiêu công ăn việc làm, tạo ra được cái đời sống và cái xã hội nó lành mạnh hơn, nó đâu có gì sai đâu, tất cả chỉ là bị xuyên tạc, bị bóp méo cái sự thật thôi. Những người mà họ không có cái sự hiểu biết như hay là một số người họ cố tình, đa số thì tôi thấy những người mà chống cộng, tôi gọi là chống cộng đó, tôi không nói vấn đề chế độ cũ đi, những người mà chống cộng đoan đó họ, mà hiện nay ngay cả cho bên lĩnh vực mấy ông cha đạo cũng sử dụng đặc khu kinh tế ra đem ra để đặng mà diễn hề nữa, tôi thấy rất là đáng tiếc. Đấy. Cái sự thật mà trong cái sách vở và những cái lý thuyết người ta đã giải thích đặc khu kinh tế như thế nào rất là rõ ràng, người ta đã đưa ra những cái lập luận rất là vững vàng của những người mà kinh tế gia, chính trị gia, người ta soạn thảo rất là rõ ràng về vấn đề đặc khu kinh tế, nó mang Bây giờ tôi cái nói với anh sự Lại Minh này, bây giờ bọn nó nói này, tức là cái nó bịa đặt ra cái chuyện này, nó bảo là tức năm 1990 Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký cái hội ở cái hội nghị Thành Đô ấy, tức là đã ký bán đấy, bán cái bây giờ mới bắt đầu thực hiện dần dần. Mình ngu, đầu tiên thì nói là hội nghị Thành Đô là đến năm 2020 Việt Nam coi như bán đứt trở thành một tỉnh của Trung Quốc, thì bây giờ lại bảo là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam nói là từ năm 1990 sẽ thành lập cái đặc khu kinh tế. Tôi nói với các bạn này, cái ý định thành lập kinh tế đặc khu kinh tế từ năm 2013, lúc đó đó là cái ban bí thư đúng không, mình và cái bộ chính trị thì sẽ đã tức là đưa ra cho chính phủ để mà nghiên cứu về những cái đặc khu kinh tế này đúng không, 6 đặc khu tôi nói anh ấy, nhưng mà hiện nay trước mắt thì sẽ thực hiện 3 đặc khu đấy, đúng không? Bây giờ muốn đất nước phát triển thì mình phải có một cái khu nào đấy để mình phát triển nó nổi bật lên để mà kéo theo những cái khu khác ở trong cái đất nước mình, đúng không? Chứ còn bây giờ coi như là cứ muốn Việt Nam coi làm sao đuổi kịp bằng Thái Lan, bằng Malaysia, bằng Singapore, bằng Hàn Quốc, bằng Nhật thì coi như là cứ phát triển kinh tế là bắt đầu như bọn bên kia bắt đầu nó thúc giục những cái người mà ở trong nước Việt Nam thiếu hiểu biết để mà chống đối. Thì thôi xin mời các bạn là xây, tôi bảo là thôi bây giờ Việt Nam có bao nhiêu tiền ấy, xây bức tường đúng không, ngăn cách Lào Campuchia rồi cuối cùng là ngăn cách với tất cả các nước trên thế giới, rồi cứ ngồi gặm đất mà ăn đoạn này. Thôi trồng được lúa gạo bao nhiêu ăn trở về thời kỳ ngày xưa đúng không, thì thôi tôi muốn đất nước phát triển thì bây giờ mình phải thấy ấy nó kia mà phát triển thì cứ sợ cái thằng Trung Quốc, cứ sợ thằng Mỹ thì thôi thì phát triển làm cái gì. Nhiều khi tôi thật những ý cái những cái lời nói của tôi nhiều khi mình cũng đi nói để cho những cái người bạn ấy, bè của tôi kiểu người ta cũng không hiểu biết mà
cứ bảo cái sợ thằng Trung Quốc, quá sợ Trung Quốc thì thôi đóng luôn cửa cho rồi. Thế giới hiện nay thế giới phẳng rồi đúng không? Mình quan hệ kinh tế, tôi nói với các bạn, quan hệ kinh tế với Mỹ thì mình vẫn cứ quan hệ rất tốt, quan hệ Trung Quốc thì mình quan hệ rất là tốt, nhưng mà cái chuyện đề phòng thì cái chuyện đấy là chuyện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đúng không? Chứ còn cái bộ kinh tế hoặc mình làm ăn kinh tế nó kia thì mình thấy thuận lợi, mình làm ăn có lời mà mình có lợi cho nhân dân, cho đất nước thì mình vẫn cứ làm, anh công nhận không? Vâng. Nói chung thì có thật mới dựng được đạo thôi. Nếu mà mình không làm kinh tế, mình không mở rộng phát triển đất nước thì mình lấy tiền đâu mình xây dựng đất nước, lấy tiền đâu mà hiện đại hóa quốc phòng an ninh và tổ quốc, làm sao mà xây dựng được hạ tầng cơ sở. Mình phải làm ăn kinh tế, mình phải kêu gọi sự đầu tư, mình không có vốn thì mình kêu gọi sự đầu tư của người ta, người ta đổ tiền từ đổ của ra. Làm kinh tế nói chung nó rất là đơn giản. Một bất cứ một ai mà Cái thằng ngu lớn này lên bây giờ trong mới cái cuộc hỏi mấy cái sống mà thằng biết trong này làm. một cái câu tôi hỏi về kinh tế thôi. Một đất nước ví dụ thôi, mọi người ở bên kia đi, coi không biết gì, trong nhắm mắt rồi. Bây giờ tôi hỏi một cái đất nước ví dụ bảo nó phát triển thì căn cứ vào cái số liệu như thế nào để gọi là phát triển này, đúng không? Nói thì thôi, mấy ông coi không biết thì đất nước Việt Nam, ông không phải người Việt Nam đi, ông là người ở bên coi như tận Trung Mỹ đi. Đấy thì bây giờ chứ là ông không biết một tí thì ông không đọc sách, tức ông chỉ biết về sách báo một tí thôi, thì ông xem là một đất nước gọi là phát triển thì ông phải căn cứ vào cái số liệu nào để phát triển. Chứ tôi không nói là ông có về Việt Nam hay không, đúng không? Mà chúng tôi là những người dân sống ở trong đất nước Việt Nam, đúng không? Tôi nói với một số bạn ở bên nước ngoài, anh Lợi Minh đã về Mỹ rồi, ở Mỹ đã về Việt Nam, cũng mỗi năm anh cũng về một lần hoặc là 2 lần. Anh thấy, tôi nói thật anh ấy, một số người, tôi nói những người trung bình khá ở ví dụ ở các thành phố nhé, những người Việt kiều ở bên kia còn mơ cái cuộc sống của những người có kinh tế trung bình khá ở đất nước này. Đấy. Tôi nói với anh Lợi Minh và tất cả bạn này, cỡ khoảng 10 năm nữa thì những cái người trung bình ở Việt kiều ấy, tôi nói Việt kiều thôi, trung bình ở bên Mỹ so với những người mà có trung bình ở Việt Nam là có cái sự so sánh được rồi đấy. Tôi nói với anh, tất cả các anh ở bên phía 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 coi như là Việt kiều ở bên kia biết một điều thế. Tôi nói những người trung bình 10 năm nữa thì chúng tôi sẽ có khả năng là những người trung bình so sánh với cuộc sống của những người trung bình ở Việt kiều ở bên kia. Vâng, xin mời anh ạ. Nói thật sự mà nói về đặc khu kinh tế, nói về Việt kiều, nói Việt kiều hồi đụng chạm tùm lum, tôi mà nói mà là tôi làm mạnh nó hồi mất công mà mít lòng, tôi mà quất là tôi quất mạnh lắm. Nói chung là đặc khu kinh tế nó rất là đơn giản và dễ hiểu, mà tại vì một số người họ không có, họ cố tình họ muốn phá hoại, họ muốn xuyên tạc đất nước thôi. Thành ra bây giờ mình phải những người mà hiểu biết thì chúng ta cần phải lên tiếng để đặng mà phản đối lại tụi nó, để đặng tranh luận lại những cái thành phần mà nó ngụy biện đó, nó xảo trá, nó bịp bợm, để đặng mà đẩy lùi những cái tiêu cực đó, để cho người dân và một số những người mà họ không hiểu và họ sẽ hiểu được cái giá trị của đặc khu kinh tế là như thế nào. Nó mang tính cách ít nước lợi nhà, chứ nó không có ảnh hưởng gì mà bán tổ quốc của mình cả. Nó đã nói là cho thuê, trong cho thuê bao giờ nó cũng có những cái hợp đồng ràng buộc trong đó, chứ không phải là tự nhiên mình đem dân đất dân tổ quốc mình cho người ta. Cái đó là chuyện vớ vẩn. Anh làm kinh tế thì nó là kinh tế thôi. Các anh chị các bạn thấy Trung Quốc họ có được ngày hôm nay, sức mạnh của họ là nhờ vào họ mở rộng cái thị trường của họ cho những cái cộng đồng thế giới vào, họ mở những cái đặc khu kinh tế rất là lớn để cộng đồng thế giới họ vào. Họ an tâm và họ đầu tư, ngay cả những công ty, đại công ty của Mỹ, của những cộng đồng quốc tế, ngay cả Việt Nam mình cũng có làm ăn Trung Quốc hiện nay cũng vậy. Cái gì cũng vậy, nó có lợi cho nhau, ít nước lợi nhà. Thì ngày hôm nay chính sách toàn cầu hóa thì mình cần phải nhìn một cách thoáng hơn, chứ mà đi ra nước ngoài rồi mà nghe nghe người ta nói đặc khu kinh tế mà còn không hiểu mà hỏi đặc khu kinh tế để làm cái gì nữa thì thôi tôi bó tay luôn. Chắc là tôi đập cái điện thoại này tôi giục quá. Nhưng mà thôi không đập đâu. Công. Chứ hỏi gì kỳ cục, hỏi đặc khu kinh tế là cái gì thì tôi cũng Hỏi bây hỏi, mà giờ trong này, khi Việt đó Nam ở ấy, nước ngoài nữa. ở nước ngoài mà cuối cùng hỏi về mấy người đó, với một số người ở dưới này hỏi là bao giờ Việt Nam không còn cộng sản nữa mà không còn tàu khựa nữa thì coi như là lúc ấy Việt Nam mới phát triển được. Thì tôi nói với các bạn ấy, ở bên phía đối lập ấy, ở bên Mỹ có đảng cộng sản Mỹ không? Có.
có Tàu có Phượng và mua đất, nó có mua đất luôn đấy, mua những cái công có ty của đây mình luôn, luôn, có rất đúng đất nhiều luôn đúng không? Chia cho các bạn hiện nay nhé, họ mua. hiện nay tôi nói với tất cả các bạn ở bên phía đối lập này, cái kinh tế ở trên thế giới này ấy, là nó có sự đan xen cài cặp cài lẫn nhau đúng không? Chỉ ví dụ bây giờ tôi nói với các bạn này, ví dụ như là Trung Quốc và Mỹ có một cuộc chiến tranh thương mại chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu đúng không, hoặc là Mỹ hoặc là Trung Quốc và EU chẳng hạn xảy ra một cuộc chiến tranh về thương mại nữa, thì nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Thì hiện nay là kinh tế toàn cầu hiện nay người ta có cái tổ chức kinh tế người ta đan xen lẫn nhau rồi đúng không, nước nọ phụ thuộc vào kinh tế nước kia phụ thuộc vào cái nọ đúng không, thành cuối cùng là ví dụ như cứ có một cái gì đấy chẳng hạn thì nói chung nó ảnh hưởng. Các bạn ấy xem cái thị trường chứng khoán, nó chỉ cần một cần nhúc nhích một tí là thị trường chứng khoán kể cả Mỹ nó ảnh hưởng đến Việt Nam mà nó cũng ảnh hưởng đến Nhật, Hồng Kông luôn đấy, các bạn nó phải hiểu như thế. Cho nên là tôi xin lỗi các bạn ở bên Đúng rồi. phía đối lập ấy, các bạn có đi làm neo thì thỉnh thoảng các bạn về các bạn đừng nghe những cái đài trung cộng, các bạn phải đọc những cái tài liệu ấy nó ở phía trung lập hoặc là những những cái đài của Mỹ ấy, chính thống ấy, thì các bạn mới mở cái tầm cái óc ra được đúng không? Cho nên các bạn cứ bảo là à mướn hai thằng này đảng cộng sản, mướn hai thằng này đúng, chúng tôi một tháng đảng cộng sản mướn hai củ 20 củ chứ không phải ba củ đâu. Tôi nói các bạn nhiều khi các bạn Bởi cứ nghĩ về tiền. gầu gầu mấy mấy ông mà gọi là bên phía đối lập bên nói tại sao tôi nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ hoài cũng không ra họ cố tình hay là họ vô tình mà không hiểu, cứ hỏi những cái câu mà rất là hóc búa. Ngay cả như anh Bằng đã nói, một đứa con nít ở trong nước bây giờ nó còn hiểu vấn đề kinh tế là cái gì, chứ đâu phải giống như những người mà bên đối lập họ đưa ra những cái câu hóc búa như vậy, nó rất là ấu trĩ, nó rất là trẻ con, nó không có đi vào những cái tầm nhìn vĩ mô trong vấn đề mà làm kinh tế. Tôi hỏi ngay cả những người mà các bạn là những người Việt kiều sống ở hải ngoại, đi ra nước ngoài quý vị muốn làm ăn thì cũng phải đi thuê chỗ để thuê đất để đặng mà mình làm ăn, mình phát triển kinh tế chứ. Đó. Chứ đâu phải là mình tự nhiên rồi muốn có đời sống kinh tế tốt là tự nhiên đi ra kia cái ngồi cái rung bên Này mà cái rung cái cái thằng cây giống vậy luôn. Lợi Minh này, cái thằng thằng Bật Cung Lê ấy, nó nói là Lợi Minh có nhớ tao không, xem này, Lợi Minh có nhớ cái thằng nó có tên Bật, có tên là Mày là thằng nào mà tao mà nhớ, nói chung cái đám ba que tụi mày tao chẳng nhớ thằng nào hết, như tụi mày làm cái gì ở đâu tao chẳng biết luôn đó. Cái cộng đồng của tụi mày ở chỗ nào tao còn chưa bao giờ mà bước chân tới nữa, mày nói mày là thằng nào. Nhiều khi ở trên những cộng đồng mạng chiến đấu mấy chục năm nay thì tôi chỉ biết kẻ thù thì rất là nhiều, nói chung là kẻ thù rất là dày đặc luôn, thì biết được thằng nào mày là thằng nào thì tao nói với mày, nếu mà mày bao que thì mày đi chết đi cu. Chỉ có vậy thôi. Mày gặp tao thì trên các diễn đàn mạng thì tao chỉ cốc đầu mày thôi, như vậy thôi. Thì nói về vấn đề đặc khu kinh tế anh Bằng à, nó mang tính cách ít nhất lợi nhà thì mình xây dựng phát triển đất nước. Nên hy vọng là trong cái sự việc vừa rồi xảy ra thì người dân sẽ hiểu rõ được nhiều hơn cái sự việc, cái tầm vĩ mô trong vấn đề phát triển kinh tế, và cái sự bạo loạn vừa rồi nó không phải mang tính cách gọi là yêu nước, mà người dân Việt Nam mình tôi nghĩ rằng họ bắt đầu đã thức tỉnh rất là nhiều. Họ thức tỉnh, tôi thấy có rất là nhiều người thức tỉnh bởi vì cái cuộc sống của họ, cái đời sống kinh tế của họ bị đảo lộn khi những cái sự mà gọi là tuyên truyền láo láo phét và bịp bợm của bọn chống phá đất nước đó thì Ôi mà bảo là nó về chú bảo là tức là đệ tam tổng thống đệ tam cộng hòa thì thuộc về Đào Minh Quân rồi, còn chú khi chờ cái đệ tứ đệ tam thì ta nhận mất phần hết rồi, chú làm gì còn cái chức đệ tam nữa, may là đệ tứ thôi, xem Đào Minh Quân thất bại đệ tam chú thành đệ tứ, Đào Minh Quân nhận mất cái chức tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam còn gì nữa. hoặc thì có anh em nào lên chia sẻ Vâng. cùng thì À, lên nha. Thì vâng, rồi thì xin cảm ơn Lợi Minh, có anh Hoàng dạ Thế Linh ấy. Vâng. Rồi thì một ok lát nữa dạ không ai dạ thì mời Lợi Minh lên chia sẻ nhé. ok anh Bằng, Rồi, chia cảm nhau mình ơn. nói để nó Rồi, hào hào hứng hơn. Dạ rồi. ok Rồi, cảm ok ơn nhé. anh. Dạ dạ chào anh. Dạ.